Em làm tiếp một cái video nữa. Bởi hôm nay là có hàng về nhiều nên em làm mấy cái video liền. Đấy, thì chuẩn bài là phải có lọc, vang và nâng tiếng, cục đẩy hoặc âm ly. Nhà bác nào có âm ly cũ thì đừng có vất đi mua cái cục đẩy hoặc âm ly mới nha. Thì cái âm ly này vẫn có rất nhiều tác dụng cho các bác, nhất là khi các bác thêm một ít tiền nữa thôi, thêm nâng tiếng này, thêm vang này, thêm lọc này, mà ít ra các bác không cần thêm nhiều, các bác chỉ cần thêm cho em một trong ba thứ này thôi, nó đã nghe rất khác rồi. Nọc tiếng, đầu tiên nói về cái nọc tiếng. Cái lọc xì này nó sẽ cắt những âm pha tạp của các bác, các âm dư thừa, nó bị nhiễu hoặc nó bị sạn, bị nghe nó bị méo tiếng. Thì khi vào đây nó sẽ lọc cho các bác ra một chất âm thanh rất là đều, rất là chuẩn. Cái thứ hai, khi xuống vang, vang là cái hòa trộn giữa âm thanh người hát và âm thanh người nói và nhạc, cái này rất là quan trọng. Cái vang này của em thì nó không chống hú, vang rất bình thường, vang cơ bình thường. Cái loại DSP100 này không chống hú, còn FPX mới là chống hú. Đây, FPX em vẫn còn này, rất nhiều, còn đằng sau nữa. Đấy, còn xuống dưới, đây là một cái nâng tiếng, chức năng như Idol iView, nhưng mà các bác đừng so sánh với Idol iView nhá. iView thì thật ra thì nó, em nghĩ là nó như nhau thôi. Đấy, còn các bác nào cái này nó không như Idol iView, là Idol iView nó có đầu ra súp, nhưng mà cái vang này đó đã có đầu ra súp rồi nha. Em đã có video test đầu ra súp của cái vang này rồi, cho các bác xem rồi. Thì cái này chỉ có nâng tiếng thôi, nâng rất là hay luôn. Đây, các bác nghe nhạc như thế nha. Đây, em bỏ cái này ra luôn, các bác nghe rõ luôn. Nghe nó khác không? Đúng không? Không có độ cao, không có độ cao, không có trầm. Hay, nghe rất bí. Thì ấn vào này, đấy, tanh tách luôn. Có ác liệt không? Còn cái âm ly của em là như nhà bác nào có cái âm ly cũ thì các bác nên giữ lại, đừng có lãng phí mà vất đi mua cái đồ mới làm gì. Chỉ cần nó khỏe thôi. Cái này của em 8 sò, em cân được 2 đôi bát 25 này luôn, thế là đủ rồi. Còn đâu thiết bị lọc và vang vào thì như này. Hôm nay giọng em hơi khàn, em hát một đoạn cho các bác nghe thôi nhá. Em lại ho từ suốt, em làm clip cho các bác thấy đấy, em ho khụ khụ rồi. Đấy, tiếng quạt này nữa. Trời, Hà Nội rất là nóng. Đấy, các bác nghe đây. Thì em chỉ cần tắt đi này, tắt nâng tiếng thì nghe nó khác hẳn luôn. Đấy, bật nâng tiếng lên này, tanh tách luôn. Lọc, vang, nâng tiếng, để xuống cái âm ly của cục đẩy nào cũng được. Cục đẩy nó chả có tác dụng, âm ly chả có tác dụng gì đâu, nó chỉ nâng những cái tiếng của mình lên thôi, nó nâng cho nó to hay nhỏ thôi. Luôn tất cả mic check mình nâng hết cả ba thiết bị này rồi. Mà giá thành thì em nhập về các bác hỏi em bán giá cho các bác nào chắc chắn là cũng rẻ luôn. Cái này 1.8 triệu, lọc 1.8 triệu. Vang này FBX có chống hú này em bán 1.6 triệu, tặng jack kết nối. Còn cái này cái lọc này em tặng 2 jack 6 ly. Còn đây là cái này 1.8 triệu này, cái này 1.6 triệu này. Còn cái dưới này của em cũng là 1.8 triệu, cái nâng tiếng là 1.8 triệu. Nhưng mà em đang có đợt khuyến mại thì bác nào lấy cái này thì em để 1.6 triệu thôi. Có mỗi cái lọc này thì em thấy ấy, nó vào cao hơn ra là em phải bán là cao vậy. Còn đồ hai cái này bằng giá nhau là 1.6 triệu. Bây giờ em sẽ thử tiếng cho các bác nghe, hát lại cái bài Vùng Lá Máy Bay nhá. Giọng em hơi khàn, các bác thông cảm. Em không để chống hú đâu nhá. Bật mic này, mic còn ọp ạp ẹp này. Các bác nhìn thấy này, ọp ạp ẹp. Bật lên này. Alo, 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 alo. Alo, alo. Nhìn lá me
bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau phương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chóng vây. Cái này không muốn chống ủ em này, cảm hơi rít rít một tẹo nhưng mà rất là tốt, em đang bật to và mic cũng to luôn, mic của em cũng tốt lắm, cũng tốt. Từ nắng đơm bông trên má em hồng, đẹp đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ướt mơ. Ta xa nhau lúc hè về phương vẫn buồn, néo đường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong xin hiếu dùm, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài dương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển khơi. Các bác thông cảm nhé, em giọng đang rất là khan, em ho một tuần nay rồi, các bác thông cảm nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác nào có nhu cầu mua một trong những thiết bị này thì liên hệ với số điện thoại em để trên video tiêu đề, hoặc là đăng ký kênh của em, sẽ xem được rất nhiều các video của em. Sau này giọng em tốt, em sẽ hát cho các bác nghe rất nhiều. Đấy, các bác nghe rất tí tách chưa? Cảm ơn các bác đã theo dõi.